NATO lập chiến lược cho kỷ nguyên mới với Nga. Politico dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, chính sách hiện tại của khối đối với Moscow đã được phát triển trong một kỷ nguyên khác và cần phải thay đổi. Tạp chí Politico cho biết, các bộ trưởng quốc phòng NATO họp vào tuần tới sẽ bắt đầu xem xét lại chính sách kéo dài hàng thập kỷ của liên minh này về quan hệ với Nga. Quan hệ NATO-Nga đã chạm đáy sau khi cuộc xung đột Ukraine bùng nổ năm 2022. NATO gián nhãn Nga là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của đồng minh trong khi Điện Kremlin tuyên bố rằng sự bành trướng về phía đông của NATO là một mối nguy hiểm hiện hữu. Tuy nhiên, bất chấp sự thay đổi về giọng điệu, NATO vẫn duy trì đạo luật sáng lập với Nga. Đây là một văn bản được ký vào năm 1997, 6 năm sau khi Liên Xô sụp đổ, quy định mục tiêu chung là xây dựng một châu Âu ổn định, hòa bình và không chia cắt. Hội đồng NATO-Nga, một cơ quan được thành lập sau chiến tranh lạnh để hợp tác về các vấn đề an ninh và các dự án chung, đã không họp kể từ năm 2022. Mối quan hệ đã xấu đi dần dần trong nhiều năm khi bùng phát cuộc chiến Georgia vào năm 2008, rồi Crimea sắp nhập vào Nga vào năm 2014 và xung đột ở miền đông Ukraine. Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ nói với các phóng viên hôm 11 tháng 10 rằng các nước NATO hiện đang trong quá trình cố gắng vạch ra các yếu tố khác nhau của chiến lược đối với Nga và thúc đẩy các cuộc tranh luận bên trong liên minh, đưa chúng ta đến với các vấn đề như tương lai của đạo luật thành lập NATO-Nga đã đến lúc phải xây dựng một chiến lược mới về lập trường cụ thể của các đồng minh. Vị quan chức này cho biết, trong khi các cuộc thảo luận chính thức cấp thấp đã diễn ra trong nhiều tháng, cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO vào tuần tới sẽ là vòng đầu tiên trong vài vòng thảo luận cấp bộ trưởng về chủ đề này. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tại Washington, các đồng minh đã nhất trí lập ra một chiến lược NATO-Nga mới tại hội nghị thượng đỉnh liên minh tiếp theo được tổ chức tại The Hague vào tháng 6 năm 2025. Quan chức Mỹ nói thêm, hiện tại chúng ta phải có sự hiểu biết trên toàn liên minh rằng đạo luật sáng lập và hội đồng NATO Nga được xây dựng trong một kỷ nguyên khác và tôi nghĩ các đồng minh đã sẵn sàng nói rằng đó là một kỷ nguyên khác trong mối quan hệ của chúng ta với Nga và do đó điều gì đó mới mẻ là xứng đáng. Quan chức nước này cho biết, hiện vẫn chưa có bản thảo nào về chiến lược mới, vì trọng tâm là thu nhập quan điểm của 32 nước NATO. Ông mô tả chiến lược này là một cuộc tập trận chính trị và tác động quân sự của nó dự kiến sẽ bị hạn chế. Các nước NATO vẫn có sự khác biệt về việc NATO nên đi xa đến mức nào để tạo ra một bộ quy tắc mới liên quan Nga. Một nhà ngoại giao NATO cho biết có lo ngại giữa một số thành viên rằng một chiến lược mới rất hung hăng có thể gửi một tín hiệu có thể làm mất ổn định Nga. Ngoài ra, Hungary và Slovakia, hai quốc gia NATO đang phá vỡ quan hệ với các nước còn lại trong liên minh bằng cách tiếp tục duy trì liên lạc với Điện Kremlin và nhìn thấy giá trị chiến lược trong việc hợp tác với Nga. Đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Krusko cho biết NATO không còn che giấu sự thật rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Moscow. Các phương án khả thi để chống lại Nga đang liên tục đưa ra trong khối. Ngân sách quân sự của các quốc gia thành viên đang được tăng cường và các nền kinh tế phương Tây đang được quân sự hóa, ông cho biết. Nga tấn công 13 lữ đoạn của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 10 cho biết Hàng không và pháo binh Nga đã tấn công các điểm tập trung quân và thiết bị của 13 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kurs. Các cuộc tấn công của hàng không và pháo binh của quân đội đã đánh bại sự tập trung nhân lực và thiết bị của các trung đoàn cơ giới 22, 41, 47 và 61, xe tăng 17, các lữ đoàn tấn công trên không 80, 82 và 95, Lữ đoàn 36 Thủy quân Lục Chiến, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, cũng như Lữ đoàn 112, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ thứ 116 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine trong các khu vực định cư Gogoleka, Darino, Zaolesinka, Ivanskovsky, Ruklenskoye, Lenidovo, Malia Lokina, Martinovka, Manovka, Melovoy, Neopark, Nikoles Darino, Oloka, Nikoleska, Tolosky -Los và Cheskaki thông báo cho biết. Ngoài ra, lực lượng hàng không và tên lửa của Liên bang Nga đã tấn công các khu vực tập trung ở vùng Sumy và lực lượng dự bị của 10 lữ đoàn Ukraine tại khu vực của 17 khu định cư ở vùng Sumy. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các đơn vị thuộc nhóm quân trung tâm Nga đã giải phóng làng Mikhailovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Thông điệp có đoạn, các đơn vị thuộc nhóm lực lượng trung tâm nhờ những hành động quyết đoán đã giải phóng ngôi làng Mykolaivka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Chuyên gia phương Tây tiết lộ Ukraine tính toán sai lầm ở Kursk. John Farman, cựu tùy viên quân sự Anh tại Moscow và Kiev, được tờ Telegraph dẫn lời, cho biết cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk không mang lại kết quả đáng kể. Tờ Telegraph của Anh viết, đòn dáng vào Tổng thống Zelensky khi Nga có những bước đột phá được xác nhận bởi các nguồn tin từ cả hai phía và lực lượng Ukraine có nguy cơ bị bao vây. Quân đội Nga đã đột phá qua vòng tuyến của Ukraine tại khu vực Kursk của Nga chỉ một ngày sau khi một quan chức Mỹ tuyên bố Ukraine có thể giữ lãnh thổ này trong nhiều tháng. Tistet, một blogger quân sự của Ukraine cho biết, có nguy cơ lực lượng Nga có thể bao vây lực lượng Ukraine, mặc dù sau đó họ nói rằng tiên tuyến ở Kurs khó khăn nhưng vẫn có trong tầm kiểm soát. Nga đã đẩy qua sườn trái của lực lượng phòng thủ Ukraine ở Kurs, blogger này cho biết. Chúng ta đang trên bờ vực của một mớ hỗn độn khác do sự lặp lại của những sai lầm. Riba, một kênh Telegram quân sự của Anh, cho biết lực lượng Nga đã tạo ra những kết quả rõ rệt trong một số lĩnh vực những bước tiến của Nga ở khu vực Kursk sẽ là một đòn giáng mạnh vào Ukraine sau khi chính phủ Kiev đã coi cuộc tấn công vào Kursk, cuộc tấn công đầu tiên vào Nga kể từ Thế chiến II, là một nước cờ chiến lược tuyệt vời. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch Kursk sẽ là điểm then chốt trong kế hoạch chiến thắng của ông. Ông nói rằng có thời điểm cuộc tấn công diễn ra mạnh mẽ nhất là Ukraine chiếm khoảng 100 khu định cư trải dài trên diện tích 500 dặm vuông đất xung quanh thị trấn Sucha và ông hy vọng cuộc tấn công sẽ thu hút binh lính Nga khỏi tiền tuyến ở Donbass. Tuy nhiên, nhiều nhà bình luận không mấy tin tưởng và cho rằng âm mưu Kursk đã thất bại vì Điện Kremlin đã tăng tốc tấn công dọc mặt trận Donbass. Sự tiến triển của Nga thực sự đã tăng lên sau Kursk, John Forman, cựu tùy viên quân sự Anh tại cả Moscow và Kiev cho biết. Về mặt chính trị, cuộc tấn công Kursk không thay đổi nhiều ở Washington, DC hay châu Âu. Tôi vẫn chưa tin vào giá trị chiến lược của nó. Các quan chức Ukraine hy vọng rằng cuộc tấn công xâm nhập Nga sẽ gây ấn tượng với các đồng minh của họ, những người sẽ đồng ý tăng nguồn cung cấp vũ khí và cho phép phương Tây bắn tên lửa vào các mục tiêu ở Nga. Nhưng tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối yêu cầu của Ukraine về cho phép mở rộng các cuộc tấn công tên lửa vào Nga, điều mà ông Zelensky cho là rất quan trọng để bảo vệ Kursk. Các quan chức Mỹ cũng cho rằng kế hoạch chiến thắng của Ukraine là một danh sách mong muốn về vũ khí được tô vẽ. Thủ tướng Anh Keir Starmer không dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với Ukraine khi sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công Nga sau khi gặp ông Zelensky giữa tuần qua. Trên mặt trận Donbass, lực lượng Nga đã đẩy nhanh tiến độ với việc chiếm được thị trấn pháo đài Fuleda của Ukraine vào tuần trước và tấn công thị trấn chiến lược Torres tuần này. Nhưng thành công của Nga ở Kurs dường như đã gây bất ngờ cho Ukraine và Mỹ. Nổ lớn dung chuyển thành phố thuộc Nga một trạm xăng ở trung tâm Crony, thủ đô của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, đã bị phá hủy trong một vụ nổ lớn khiến 4 người thiệt mạng. Theo các dịch vụ khẩn cấp địa phương, vụ nổ tại Nga nằm gần đại lộ Muhammad Ali, đông đúc ở Crony đã được ghi lại trong nhiều video xuất hiện trên mạng xã hội. Video cho thấy địa điểm này nhanh chóng bốc cháy với vụ nổ lớn, làm rung chuyển khu vực ngay sau đó. Một quả cầu lửa khổng lồ được nhìn thấy bốc lên phía trên các tòa nhà gần đó với những đám khói đen dày đặc bao phủ bầu trời. Một số video cũng cho thấy một thùng nhiên liệu lớn bị sóng xung kích mạnh ném đi, đập vỡ một chiếc ô tô trước khi đâm vào một tòa nhà gần đó. Các kênh Telegram của Anh đưa tin rằng nó đã đâm và giết chết một người phụ nữ và hai đứa trẻ đang đi bộ gần đó. Các dịch vụ khẩn cấp địa phương xác nhận bốn người đã tử vong trong vụ việc, bao gồm hai trẻ em, bốn và sáu tuổi. Hai người lớn thiệt mạng trong vụ nổ là một người phụ nữ 25 tuổi và một tài xế xe tải đang ở trạm xăng vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Theo một số kênh Telegram, vụ nổ xảy ra khi xe tải đang bơm xăng và các bồn chứa nhiên liệu của trạm. Theo chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra do vi phạm an toàn trong quá trình chuyển nhiên liệu khiến nhiên liệu bốc cháy. Bộ Y tế khu vực cho biết, 5 người cũng bị thương trong vụ việc, họ được điều trị tại chỗ và không cần nhập viện. Các video trên mạng xã hội cho thấy đám đông hoảng loạn chạy trốn và tìm nơi trú ẩn vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Theo truyền thông Nga, hàng chục lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng không chế đám cháy. Theo RBK, chính quyền Nga đã tiến hành kiểm tra an toàn tại trạm xăng vào năm 2021 và phát hiện 9 vi phạm an ninh, bao gồm việc thiếu cơ chế kiểm soát tự động và máy phát hiện dò dỉ. Giao tranh dữ dội xuyên biên giới, Hezbollah chút mưa hỏa lực vào Israel. Lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp tục phóng hàng trăm rocket vào lãnh thổ Israel giữa lúc căng thẳng leo thang. Quân đội Israel cho biết, 320 rocket do lực lượng Hezbollah phóng đã bay vào lãnh thổ Israel vào cuối tuần này, bắt đầu khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 10 giờ địa phương. Ngày 12 tháng 10, Hezbollah tuyên bố tiếp tục phóng rocket vào Israel nhắm vào khu vực tập trung lực lượng Israel ở các ngôi làng phía nam biên giới. Chính quyền Israel cho biết ít nhất 3 người đã bị thương do trúng mảnh đạn sau các vụ phóng hỏa lực từ Liban. Trong đó có nhiều vụ do Hezbollah nhận trách nhiệm, những người này đã bị thương tại thị trấn Jadeja, Macha. Hezbollah cũng cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào vùng ngoại ô Tel Aviv. Quân đội Israel xác nhận phát hiện các máy bay không người lái từ Liban bay qua khu vực miền trung Israel. Theo lực lượng phòng vệ Israel, một tòa nhà viện dưỡng lão ở Helia, phía bắc Tel Aviv, đã bị hư hại nhưng không có thương vong. Ngược lại, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào ba thị trấn của Liban hôm 12 tháng 10, theo số liệu của Bộ Y tế Liban. Ở miền Bắc Liban, một cuộc không kích ở Meira đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và một cuộc không kích khác ở Debilla đã khiến một người thiệt mạng. Trong khi đó, Baria cách thủ đô Beirut hơn 20 km về phía nam, 4 người đã thiệt mạng. Hãng tin Liban NNA cho biết, cuộc không kích của Israel cũng đã tấn công Nabati ở miền nam và các khu vực phía bắc và trung tâm của vùng Bekaa. Trước đó, Israel tuyên bố không kích Nabati và Bekaa xác nhận hạ gục các mục tiêu của Hezbollah. Gần một nửa số trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu tại khu vực xung đột của Liban hiện đã đóng cửa trong bối cảnh bạo lực leo thang. Theo người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus, năm bệnh viện đã đóng cửa sau khi bị hư hại do các cuộc tấn công. Các cuộc tấn công vào nhân viên y tế và cơ sở khiến gần 100 trường hợp tử vong phải dừng lại. Số người bị thương đang gia tăng, hệ thống y tế đang phải vật lộn để ứng phó do nguồn nhân lực và vật lực hạn chế, Tổng Giám đốc WHO cho biết. Israel đã mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn bên trong lãnh thổ Liban. Israel tiến hành song song các chiến dịch không kích với chiến dịch tấn công trên bộ. Đến nay, mục tiêu chính trong chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah là cho phép tất cả người dân miền Bắc trở về nhà sau hơn một năm. Các cuộc tấn công tăng cường gần 3 tuần qua khiến gần 2.000 người ở Liban thiệt mạng, 8.000 người bị thương. Hezbollah bắt đầu bắn đạn dược vào miền Bắc Israel một ngày sau khi Hamas tiến hành tấn công miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Kể từ thời điểm đó, khoảng 60.000 dân thường đã sơ tán khỏi các thị trấn, lăng mạc gần biên giới. Hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan từng cảnh báo đất nước của ông có thể đưa Liban trở lại thời kỳ đồ đá, nhưng Israel không muốn làm điều đó. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo Liban có thể biến thành một Gaza thứ hai sau các đòn tấn công ăn miếng trả miếng giữa Israel và Hezbollah.